Mưa lẫn tuyết rơi hai lần trên đỉnh Phan Xipang sáng nay. Do ảnh hưởng của mưa trên diện rộng khiến nhiệt độ các khu vực giảm thấp, sáng sớm ngày 21 tháng 1, khu vực đỉnh Phan Xipang đã xảy ra hiện tượng đặc biệt mưa lẫn tuyết. Mưa lẫn tuyết xảy ra với cường độ nhẹ, kéo dài khoảng 10 phút. Bông tuyết bay thưa, đi kèm với mưa nhỏ nên khi rơi xuống mặt đất bị ướt và xẹp lại tạo thành một lớp băng mỏng phủ trắng núi Phan Xipang và các vùng lân cận có độ cao thấp hơn khoảng 200m. Trao đổi với Vietnamnet, ông Lưu Minh Hải, giám đốc đài khí tượng thủy văn Lào Cai cho biết, sáng nay trên đỉnh Phan Xipang xuất hiện hai lần mưa lẫn tuyết, đợt 1 từ 6 giờ 30 đến 6 giờ 40, đợt 2 rơi dày đặc hơn từ 8 giờ 30 đến 8 giờ 45. Nhiệt độ trên Sapa hôm nay cao hơn hôm qua, đang ở trên 7 độ C, nên ông Hải cho rằng hiện tượng mưa lẫn tuyết xảy ra là xuất phát từ phía Trung Quốc, do vùng hội tụ gió trên cao đưa tuyết từ nước bạn về. Dự báo tại khu vực Sapa và Lào Cai sẽ mưa hết hôm nay. Đêm nay khi vùng hội tụ gió giảm dần thì hiện tượng mưa lẫn tuyết sẽ không còn. Khoảng từ đêm 23 tháng 1 trở đi khi không khí lạnh biến tính, thời tiết sẽ phổ biến ngày trời nắng, đêm quang mây nên khả năng xuất hiện sương muối. Các đơn vị làm du lịch đang rất kỳ vọng hiện tượng thiên nhiên trên sẽ góp phần thu hút thêm nhiều du khách tới với khu du lịch quốc gia Sapa trong dịp Tết.